Sau nhiều giờ mưa lớn liên tục, ngập úng đã xảy ra trên diện rộng khu vực thành phố Sơn La. Ngay sáng sớm nay, 24 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống lũ bão trên địa bàn thành phố Sơn La. Sau trận mưa lớn chiều và đêm ngày 23 tháng 7, tại thành phố Sơn La xảy ra tình trạng ngập úng tại nhiều địa điểm như ngã tư Quyết Thắng, ngã tư xe khách, khu vực ngã tư Vincom, đường Hoàng Quốc Việt, khu vực cầu Dây Văng, cây đa Bản Hẹo. Đến kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác phòng chống lũ bão tại một số vùng trọng điểm, đồng chí Nguyễn Thành Công đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng, cấp ủy chính quyền các địa phương và toàn thể người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, khẩn trương ứng cứu giúp đỡ các gia đình di rời đồ đạc tại các khu vực xảy ra ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Tại các khu vực ngập úng sâu trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành ứng trực 24/24, cắm biển cảnh báo ngập úng, đồng thời nghiêm cấm phương tiện và người dân qua lại. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn trong ngày 24 tháng 7. Đồng chí Nguyễn Thành Công yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố chủ động các phương án ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Khuyến cáo người dân chủ động các phương án phòng chống ngập úng, di dời tài sản, đồ dùng, thiết bị lên tầng cao hơn, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra.